Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry Trung Hoa Sử Ký. Đọc bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa, ta luôn nghe thấy những lời tán dương về tập đoàn của Lưu Bị là tập hợp của những người nhân nghĩa, trọng đạo đức, khuôn phép, luôn nỗ lực làm việc lớn để mong khôi phục lại giang sơn của nhà Hán, đưa dòng dõi họ Lưu trở về với ngôi vị đế vương. Thế nhưng, tìm hiểu trong hệ thống các bài nghiên cứu lịch sử, địa lý, văn hóa, xã hội của Trung Quốc, các nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa như Hàn Quốc, Nhật Bản và thậm chí là cả ở Việt Nam thì càng ngày càng có nhiều bài nghiên cứu chỉ ra những mặt đen tối tới đáng sợ của tập đoàn này. Một trong số đó phải kể tới việc Lưu Bị tiến vào đất Thục, không chỉ chiếm lấy cơ đồ của người cùng tông thất là Lưu Trương. Nhiều người đã chỉ ra rằng việc Lưu Bị vào cai quản đã trở thành một tai ương khi trực tiếp phá tan nát vùng đất này. Vậy thì những luận cứ được nêu ra ở đây là gì? Chúng có thực sự thuyết phục không? Vùng đất giàu có nhưng bất ổn. Đầu tiên, phải khẳng định rằng, đúng với những lời ngợi ca của biệt giá Ích Châu Trương Tùng với chủ bạ phủ Tào Tháo là Dương Tu, hoàn toàn không phải những lời khoe khoang, khoác lác về quê hương xứ sở của mình. Thục là Tây Quận, tức Ích Châu, sông có Cẩm Giang là hiểm, núi có Kiếm Các là cao, chung quanh 208 thôi đường, ngang dọc hơn 3 vạn dặm đất, làng mạc liên tiếp với nhau, chợ búa không quãng nào vắng, ruộng nhiều, đất tốt, không lo gì nước lụt nắng to, nước giàu, dân no, tiếng đàn sáo rộn ràng, vui vẻ. Thổ sản sinh ra, chứa cao tẩy núi, quả thực, thiên hạ không đâu bằng. Theo cách giải thích của địa lý hiện tại, vùng đất Thục của thời Tam Quốc bấy giờ, đại đa số diện tích nằm trong tỉnh Tứ Xuyên. Vừa hay, địa lý của Tứ Xuyên khá đẹp. Tứ Xuyên cũng là cái tên để chỉ một vùng bồn địa màu mỡ, nằm phần trung tâm và phía đông của tỉnh Tứ Xuyên và nhiều phần của thành phố Trùng Khánh. Bồn địa ở Tứ Xuyên gồm có các vùng đồi thấp và đồng bằng phù sa. Trong đồng bằng có các con sông lớn như sông Mân, sông Đà, sông Gia Lăng, sông Ô, đều là phụ lưu của sông Trường Giang chảy qua phần phía nam của bồn địa. Bồn địa này cho tới nay vẫn đóng góp rất nhiều cho nền nông nghiệp của cả Trung Quốc. Thêm một điểm mạnh nữa của đất Thục hay Tứ Xuyên bây giờ là có được hệ thống núi bao bọc ở cả bốn mặt thành một trường thành tự nhiên. Trong đó, ba dãy núi quan trọng nhất là dãy Cung Lai Sơn ở phía Tây, ngăn cách đất Thục với Tây Tạng, Long Môn Sơn ở Tây Bắc, ngăn cách với các bộ lạc người Khương, và dãy Đại Ba Sơn ở Đông Bắc, ngăn cách với vùng Trung Nguyên. Hai khu vực thuộc dãy Long Môn Sơn và Đại Ba Sơn chính là nơi chiến địa Kỳ Sơn một thời. Bản thân đất Thục cũng rất giàu khoáng sản, đặc biệt là sắt, được khai thác từ tận thời nhà Tần. Vậy mà đến tận bây giờ, 13,3% trữ lượng quặng sắt của Trung Quốc vẫn còn nằm tại Tứ Xuyên, tức đất Thục xưa. Thục còn nằm ở một vị trí trung tâm khi tiếp giáp với nhiều khu vực giàu tài nguyên khác như cao nguyên Tây Tạng, Vân Nam, vùng người Khương, nay thuộc tỉnh Thanh Hải và khu tự trị Tân Cương, giúp họ có thể trao đổi những thứ địa phương không có như là ngựa, đồ kim khí tinh chế, lâm thổ sản phương Nam. Không dừng lại ở đó, thời tiết ở đây cũng rất đa dạng, ứng với khí hậu phức tạp. Bồn địa Tứ Xuyên có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, trong khi khu vực cao nguyên phía Tây do chịu ảnh hưởng của địa hình nên khí hậu biến đổi dần từ cận nhiệt đến cận hàn đới với các vùng đất đóng băng vĩnh cửu. Do điều kiện khí hậu đa dạng, đất Thục có một nền tảng tài nguyên sinh vật và hệ thống cây trồng, vật nuôi cũng rất phong phú không kém. Chính bởi có những thuận lợi tự nhiên ở trên mà trong lịch sử có hai vương triều nhờ chiếm được vùng này mà dựng lên được đế nghiệp trên toàn cõi Trung Hoa là nhà Tần và nhà Hán. Nơi đây cũng có nhiều tài nguyên và sản vật nức tiếng gần xa, nổi tiếng nhất trong thời Tam Quốc là gấm lụa Tây Xuyên. Thế nên cũng không phải vô cớ mà Trương Tùng lại khuyên Lưu Bị và Thục đã làm vị chủ mới là vì vậy. Thế nhưng có cái này thì lại hỏng cái kia. Những ưu điểm kể trên tại đất Thục cũng bao hàm thêm cả những hạn chế mà trong thời điểm khi Lưu Bị lập nghiệp bá đã không thể lường hết được. Chính việc có các dãy núi bao quanh tuy giúp việc phòng thủ trở nên dễ dàng, nhưng ngược lại nó cũng khiến cho việc xuất các đoàn quân lớn ra ngoài đất Thục cũng gặp trở ngại không kém. Những ai từng đọc bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa hẳn sẽ không khỏi thắc mắc là vì sao quân Thục cứ mãi chỉ xuất quân tại các vùng Kỳ Sơn mà không chọn một nơi khác. Lý do là bởi ở nơi đây có các cửa ải Dương Bình, Tý Ngọ, Trần Thương, Nha Đình, những ải đủ lớn để cho các đoàn quân lớn đi qua. Còn các ải và các tuyến đường khác thì đúng như lời Lưu Bị đã từng nói: "Tôi nghe đường Thục gập ghềnh, sông núi trùng trùng điệp điệp, xe không đi lọt bánh, ngựa không chạy sóng đôi." Nó ứng với việc đi sang Đông Ngô chỉ có thể trông cậy vào dòng Trường Giang, đi Bình Nam Man ở vùng Vân Nam
thì thực sự là một thảm họa khi phải trèo non, lội suối thường xuyên. Phải vượt qua những dãy núi hiểm trở thì mới tới được vùng bồn địa màu mỡ, tạo nên một hệ lụy không mong muốn. Trong cả nghìn năm lịch sử trước và trong thời Tam Quốc, Thục là vùng cực kỳ kém phát triển về hạ tầng. Các thành phố lớn thì chỉ nổi bật có hai nơi là Hán Trung và Thành Đô. Hệ lụy đi cùng với sự kém phát triển đó, nơi đây dân cư rất thưa thớt, ít nhất trong ba nước Tam Quốc. Theo các tính toán, khi Lưu Bị lên ngôi hoàng đế năm 221, dân số toàn cõi Thục ước chừng cũng vào khoảng 90 vạn người, trong khi ở cùng thời điểm, nước Ngụy đã có 400 vạn và nước Ngô là khoảng 300 vạn. Lưu ý, đây chỉ là con số dân do ba nước trên tự tính tại những khu vực chính quyền thực sự có thể quản lý. Bởi về sau này, khi nhà Tấn thống nhất ba nước trên rồi cho tiến hành tính toán lại dân số vào năm 280, dân số của Trung Quốc đã đạt hơn 16 triệu. Dân ít dẫn đến nhiều hệ lụy xấu cho nhà Thục trong việc huy động nhân lực phục vụ cho quân sự, xây dựng cơ sở hạ tầng quốc gia, thu thuế khóa, v.v. Tỷ lệ sinh sản và phát hiện nhân tài cũng eo hẹp hơn so với Ngụy và Ngô. Từ hệ lụy trên, cộng với nhiều vấn đề phát sinh trong ngay thời Tam Quốc, đất Thục đã luôn gặp phải những vấn đề nếu không muốn nói là tai ương. Tai ương nối tiếp tai ương. Tai ương thứ nhất, mâu thuẫn nội chính liên miên, lấy dẫn chứng từ chính bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa. Kể từ ngày mà Lưu Bị lên ngôi cho tới khi Lưu Thiện đầu hàng, ta không hề thấy một nhân tài nào là người Thục thực sự đóng một vai trò quan trọng. Nếu có thì chỉ là Lưu Ba, Tiêu Chu, Trương Dực, Trương Ngực là thực sự để lại dấu ấn. Còn lại, những nhân vật chính của Thục Hán trong Tam Quốc đều là những danh thần dũng tướng đã theo Lưu Bị từ đầu, là người từ những xứ khác tụ hội lại chứ không phải người địa phương. Bản chất của tập đoàn Lưu Bị là người nơi khác kéo tới cai trị, biến Thục làm cơ sở để thống nhất Trung Hoa. Như thế này thì gọi là xâm lược liệu có bị quá lời không? Ngược lại, Lưu Trương đã từng chiếm giữ vùng đất này trong nhiều năm, xây dựng được một hệ thống quan lại, người địa phương cực kỳ bài bản, với những cái tên như Lưu Ba, Nghiêm Nhan, v.v. Sau khi Lưu Bị chiếm được Ích Châu, hệ thống này vẫn còn tồn tại. Dù bề ngoài, họ đầu hàng lực lượng của Lưu Bị thì cũng cố gắng vỗ về họ hết mức có thể, bằng việc đưa ra một số cá nhân quan trọng, có tiếng tăm vào trong biên chế chính phủ như Lưu Ba, Tiêu Chu, Nghiêm Nhan. Sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng tiếp tục thừa kế chính sách tuyển dụng của Lưu Bị ở trên, khi tiếp tục sử dụng những nhân sĩ Ích Châu làm quan, cho tham gia cuộc viễn chinh ở phía Nam và chiến dịch Bắc Phạt. Ông thậm chí còn kế thừa một cách xuất sắc từ năm 223 đến năm 234, dưới sự cai trị thực tế của Gia Cát Lượng, nhà Thục Hán đã thực sự phát triển về mọi mặt. Thế nhưng ẩn tàng đằng sau phía đó là một triều đình đầy dễ sự nghi kỵ, dè chừng nhau. Khi nhà Thục Hán lập nên, những nhân vật cốt cán trong tập đoàn của Lưu Bị vẫn là những người giữ vị cao nhất như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt và nảy sinh mâu thuẫn giữa các chí sĩ địa phương ở Ích Châu với tập đoàn quân sự của Lưu Bị. Từ đó, dẫn tới tình trạng là cứ hết tập đoàn của Lưu Bị có biến, là trong giới chí sĩ Ích Châu lại xáo trộn. Nhưng ngay khi Lưu Bị mất, các dân tộc thiểu số ở phía Nam đã làm loạn, khiến Gia Cát Lượng phải đích thân thống lĩnh đại quân dẹp loạn. Còn tới khi Gia Cát Lượng qua đời thì tất cả là một mớ bỏng bong. Tai ương thứ hai, chính quyền không đại diện cho ý nguyện của người dân. Như đã nêu ở trên, dù chính quyền giữa hai phe chí sĩ địa phương và phe của Lưu Bị cứ liên tục nghi kỵ, đấu đá nhau, nhưng thực tế, do phe của Lưu Bị đang thắng thế, nên các quan lại địa phương đã trở thành hạt nhân chủ chốt để kiến tạo nên chính quyền Thục Hán. Và vấn đề, họ hoàn toàn là một thế lực ngoại bang theo con mắt của người dân địa phương, hoàn toàn không hiểu gì về phong tục, văn hóa xứ sở. Nỗi lo bị thống trị là điều dễ hiểu. Và điều này thực sự xảy ra với điển tích là cuộc tranh cãi giữa Pháp Chính và Gia Cát Lượng cho việc đề ra luật pháp mới cho Ích Châu. Theo đó, Gia Cát Lượng định ra luật lệ trị quốc, binh pháp hơi nặng. Pháp Chính tuy cũng là người khác tới làm quan, nhưng vì đã ở Ích Châu khá lâu, biết phong tục tập quán địa phương nên đã can ngăn. Ngày xưa, vua Cao Tổ đặt ra luật pháp chỉ có 3 điều nhân dân đều cảm phục, xin quân sư phải rộng hình nhẹ luật để yên lòng dân. Khổng Minh vẫn cương quyết nói: "Ngươi chỉ biết một mà chưa biết hai. Nhà Tần dùng phép dữ dội quá, muôn dân cùng oán, nên Cao Tổ khi xưa dùng phép rộng rãi để được lòng dân. Nay Liêu Trương nhu nhược, chính lệnh không được nghiêm, thể thống dần dần bị suy tàn, chiều chuộng người ta cho ngôi chức, cho vinh hoa. Ngôi cao quá thì sinh hỗn,
yêu người ta ân tình cho thiết, ân nằm thắm quá thì lại sinh nhờn, bởi thế nền nát bét. Ta nay trên dưới có phép tắc rồi thì mới biết ơn. Tước lộc có hạn có hạn ngữ rồi mới biết vinh. Ân uy gồm đủ, trên dưới có bậc, đạo trị dân như thế là rõ ràng. Khi đó, pháp chính vì không biết đáp lại thế nào mới chịu phục. Chứ còn với sử gia Dịch Trung Thiên, ông đã thấy được cái nguy ở trong đó. Dịch Trung Thiên cho rằng, cuốn Thục Ký nói đúng, người thục kính trọng lượng công bằng, nhưng nhiều người không thích lượng vì quá nghiêm. Rằng bộ luật này, khi Khổng Minh còn sống thì áp dụng được cực kỳ chuẩn mực, thực sự giúp cho đất Thục phát triển mạnh. Nhưng khi ông khuất núi, nó lại trở thành nguồn cơn để triều đình và quan lại Thục Hán bóc lột nhân dân Ích Châu thậm tệ. Bên trong triều đình, hậu chủ là chúa U Mê, không biết gì nên mặc sức ăn chơi hưởng lạc. Các đại thần mang chức thừa tướng như Tưởng Uyển, Phí Vĩ, học trò của Khổng Minh thì chẳng thể làm gì để cứu vãn sự trỗi dậy của phe Chí Dĩ địa phương do Tiểu Chu đứng đầu. Đã thế còn suốt ngày lo việc quân sĩ ở ngoài. Tưởng Uyển định noi gương thầy mà xuất quân Kỳ Sơn vào năm 238, nhưng liên tiếp đã bị các quan lại ở dưới và cả hậu chủ can ngăn. Phí Vĩ thì cũng chẳng lo được việc nội chính mà cứ cùng với Khương Duy đốc thúc việc quân sĩ. Triều đình cứ thế rơi vào tay bọn hoạn quan Hoàng Hạo. Thậm chí Phí Vĩ còn chẳng lo cho chính bản thân mình, để rồi xảy ra vạ vào năm 253. Trong lễ mừng thọ 60 tuổi, tướng Ngụy Trá Hàng là Quách Tuần, nhân lúc mọi người uống say, đã hạ sát Phí Vĩ. Bên ngoài, Khương Duy thì cứ mãi đánh dẹp, liên tục thúc ép các địa phương phải cung cấp thêm nhân lực, vật lực. Chẳng chịu để ý gì tới các tướng lĩnh, binh sĩ địa phương, có muốn tiếp tục chiến đấu hay không. 9 lần xuất quân, cứ lần được lần không, củ cưa mãi không xong. Kéo theo đó là nhân tài vật lực, cứ thế cạn kiệt dần. Và quan trọng hơn cả, sự xuất hiện của phe cánh Lưu Bị, sự ra đời của bộ luật Gia Cát và sự ra đời của nhà Thục Hán chỉ đại diện cho một thế lực ngoại bang đang có ý đồ sử dụng toàn bộ những gì đang có tại đất Thục để thực hiện mưu đồ thống nhất Trung Nguyên. Đối với những người dân Thục Hán đã sống trong sự yên bình nhờ tránh xa các chiến trường chính của thời Tam Quốc trong gần hết nửa đầu cuộc chiến, đây thì không khác gì tai ương giáng lên đầu họ. Tai ương thứ ba, chiến tranh liên miên. Trước khi Lưu Bị về, với sự bất tài và nhu nhược của Lưu Trương, người dân Ích Châu ít nhiều phải khốn đốn trong cuộc chiến kéo dài với Trương Lỗ, các dân tộc thiểu số ở Nam Trung và cả người Khương. Cuộc chiến dù có phần dai dẳng, nhưng ít nhất nó chưa tới mức khốc liệt so với việc Lưu Bị tới, đem theo tấn thảm kịch Tam Quốc về đây. Sau khi Lưu Bị về mới là thời điểm những trận đánh khổng lồ nhất trực tiếp tác động tới mọi mặt đời sống của người dân đất Thục Hán xảy ra. Thắng thì không sao, cứ thua là y như rằng hàng tá bi kịch ập tới. Đơn cử như trận Hào Đình từ 221 tới 222, Tam Quốc diễn nghĩa thì nó khoác lên là 70 vạn, chứ thực tế theo cả chính sử và ước tính của sử gia, cùng lắm thì với số quân vốn có từ Kinh Châu mang sang cộng với số quân bản bộ Ích Châu, cùng lắm Lưu Bị chỉ huy động được tối đa là 25 vạn quân cho cuộc chinh phạt này. Nhưng như vậy, với một dân số ước vào khoảng 90 vạn, đây vẫn là một con số quá lớn so với chỉ 5 vạn quân của Đông Ngô. Vậy mà kết quả thì sao? Thua tan tác, về chỉ còn được có 6-7 ngàn. Hay như trong trận Nha Đình năm 228, vì quyết sách sai lầm của Mã Tốc, 25 ngàn binh sĩ Thục đã phải vong mạng oan uổng. Tiếp đó là trong các đợt tiến quân của Khương Duy, ta thấy tỷ lệ thắng của người này chỉ ở mức 50-50. Có những trận thua còn gần hết quân, chỉ còn mỗi tướng là kịp tháo thân về nước. Đi cùng với việc cứ chiến tranh liên miên, lúc thắng lúc thua ở trên, là tình trạng dân số nước Thục rơi vào tình trạng tăng trưởng rất chậm. Năm 221, dân số Thục ước tính vào khoảng 90 vạn. Vậy mà đến khi mất nước vào năm 263, dân số cũng chỉ đạt 108 vạn 2 ngàn người. Tức là trong vòng 42 năm, chỉ tăng có 18 vạn 2 ngàn người. Để cho có tương quan hình dung, thì trong từng ấy năm, nhà Ngụy đã tăng hơn 43 vạn dân, lên con số 443 vạn người. Nhà Đông Ngô thì do sự cai trị hà khắc của triều đình sau thời Tôn Quyền, dân số giảm tới gần 46 vạn, nhưng vẫn còn đông hơn nhà Thục với khoảng 254 vạn. Và cứ như vậy mà suy, tăng được có chừng đó dân số trong gần ấy năm. Rõ ràng, nguồn nhân lực để phục vụ cho sự mở rộng của quân đội và phát triển kinh tế xã hội để tương xứng với hoạt động thời chiến tại Thục là không đủ. Việc đang chỉ từ đối phó với những cuộc chiến với các chư hầu nhỏ, đột ngột phải chuyển trạng thái để lao vào những cuộc chiến khổng lồ của thời đại Tam Quốc trong tình trạng nhân lực không đảm bảo. Tình hình dân số Thục Hán như một cơ thể nhỏ bé mà cứ liên tục bị rút máu,
thậm chí là bị cắt xẻo thịt. Cứ như vậy, làm sao mà chịu đựng nổi? Từ tình trạng trên, dễ hiểu là vì sao khi mà chiến tranh càng kéo dài, niềm tin và tinh thần của người Thục Hán cũng cứ thế mà suy thoái. Có lẽ với người dân đất Thục, ngày Vũ Hầu ngã xuống tại Gò Ngũ Trượng, đó cũng là lúc mà niềm tin của họ về một triều đại có thể sớm kết thúc chiến tranh, đem lại hòa bình để họ tự do xây dựng cuộc sống đã đi cùng xuống huyệt mộ tại núi Định Quân. Từ những nguyên nhân trên, có thể thấy rằng sự sụp đổ của Thục Hán không đơn giản như nhiều người nghĩ trước đây. Tình trạng bị một thế lực từ nơi khác tới cai trị, trong khi người dân địa phương thì chưa có sự chuẩn bị, tài nguyên thì trù phú nhưng dân số thì có hạn, đã dẫn tới khả năng khai thác hết cũng hạn chế, rồi lại thêm sự phản đối và bất hợp tác từ các thế lực địa phương. Tất cả đã trả lời cho câu hỏi vì sao Thục lại trở nên thành ước yếu nhất trong Tam Quốc. Rồi khi đôi sĩ tranh nhau tiến vào đất Thục, nhà Thục Hán lại vỡ ra từng mảng một cách nhanh chóng, thậm chí còn lũ lượt kéo nhau ra hàng, rồi quay ra kêu gọi hậu chủ quy hàng như Tiêu Chu. Nhà Thục Hán mất nước đầu tiên trong thời Tam Quốc vào năm 263 cũng là vì thế.